vào buổi đêm, con thường mở YouTube lên xem các bài giảng vấn đáp của sư. Thưa sư, con xin hỏi nếu một người nghe được những lời giảng dạy đúng chánh pháp từ các sư thì người đó có được phước thiện gì cho kiếp sống hiện tại và vị lai không? Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta nghe pháp á, chúng ta được rất là nhiều lợi lạc. Ví dụ như ở trong tương ưng đi, sẽ lấy ví dụ ha. Một người á, họ không có thường bố thí, họ ít bố thí lắm, nhưng mà khi mà họ nghe pháp một cách đúng đắn, họ nghe nhiều về cái pháp bố thí thì họ dần họ sẽ có khuynh hướng về việc bố thí. Và do họ có khuynh hướng về việc bố thí cho nên sẽ dẫn đến cái chuyện là họ dễ dàng bố thí. Tức là nhờ cái chuyện nghe pháp mà mình có thể từ một con người keo kiệt bỏng sẻn, mình trở thành một con người rộng rãi và hào sảng. Một người á, thì họ không giữ giới, nhưng mà nhờ họ nghe pháp một thường xuyên nói về việc giữ giới cho nên họ sẽ dần có khuynh hướng về việc giữ giới. Chính bởi vì như vậy họ được cái phước của việc giữ giới. Rồi một người họ không có hành thiền, không có thiền định, nhưng khi họ nghe nhiều pháp về việc thiền định thì họ dần họ sẽ có khuynh hướng về việc thiền định. Nhờ đó họ có cái phước của việc thiền định. Chính bởi vì như vậy đó, nhờ nghe pháp chúng ta có được những cái phước thiện. Do những cái điều thiện chúng ta chưa làm thì chúng ta sẽ làm, những điều thiện chúng ta đã làm thì chúng ta sẽ làm cho nó càng tăng trưởng thêm nữa đó. Và cái thứ hai á, là nhờ cái việc nghe pháp chúng ta tăng trưởng trí tuệ, mà ở trong 10 nhân sanh phước gọi đó, đó là sửa sang truy kiến lại cho đúng. Bản thân cái việc chúng ta phát triển chánh kiến nó cũng đã là thiện nghiệp. Và đừng bao giờ coi thường cái phước nghe pháp này, bởi vì nó hoàn toàn có thể là cái phước trí, là cái nhân quan trọng để chúng ta giải thoát giác ngộ ở đời sau tiếp theo. Hơn nữa, ở trong Tăng Chi Bộ Kinh á, Đức Thế Tôn có nói là cái lợi ích của những người mà thường hay nghe pháp nhiều á, là như thế này, là đời sau á, thì họ rất dễ lại gặp được chánh pháp. Giờ đâu? Nhờ họ có thể chư thiên á, sẽ nhắc nhở họ, thì nhờ chư thiên nhắc nhở thì họ cũng có thể nhớ lại pháp mà họ đã từng nghe. Rồi hoặc là nhờ có một vị thiện tri thức nhắc nhở thì họ cũng có thể nhớ lại pháp đã từng nghe. Hoặc là nhờ một vị thánh nhắc nhở, họ cũng có thể nhớ lại cái pháp đã từng nghe. Như trường hợp là hai ông bà già mà đặt bát cho Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn công nhận, ngài nói tỳ khưu, người khất sĩ không phải là người nhận đồ khất thực, mà người khất sĩ là người có cái lòng suy tư để thoát khỏi cái dục sanh tử luân hồi, đại loại là như vậy. Thì đó, nhờ như vậy hai ông bà là chứng đắc đạo quả là do nhớ lại pháp đã từng nghe. Chính bởi vì như vậy đó, cái việc nghe pháp đem lại rất là nhiều những công đức. Và không biết là Đại Đức Tuệ Trường có bổ sung gì về vấn đề này? Thưa quý vị, riêng về câu hỏi này, Đại Đức Hành Tuệ đã khéo léo phân tích vấn đề một rất là kỹ càng. Sư thấy là cũng khá là đầy đủ rồi, cho nên là cũng không nói gì thêm. Nhưng mà ở đây sư chỉ nói thêm cái điểm mà chung, điểm chung của câu hỏi thôi. Điểm chung là như thế nào? Có nghĩa là khi vị này hỏi là nghe việc nghe pháp á, là có phước thiện gì không, thì cái điểm chung ở đây là đầu tiên cái việc nghe pháp á là cái nhân sanh trí tuệ rất là quan trọng, thưa vị. Thì chính từ nhân sanh đó quý vị có cái niềm tin chân chánh về Tam Bảo, về Phật, về Pháp, về Tăng, làm nền tảng cho quý vị vun bồi thêm hai loại phước nữa, đó là phước vật và phước đức. Thì khi quý vị làm thuần thục ba cái loại phước này, có nghĩa là phước vật, phước đức và phước trí, mà như hồi nãy Đại Đức Hành Tuệ có chia sẻ rất là chi tiết đó, thì ba cái loại phước này nè, quý vị phải nhớ rõ nha.
ba cái loại phước này quý vị làm một cách thuần thục đầy đủ chính là cái hành trang trên đường, trên con đường sớm giải thoát khỏi sinh tử luân hồi của quý vị. Nó rất là quan trọng thưa quý vị. Như sư rất là đồng ý về cái quan điểm mà Đại Đức Hành Tuệ nói là việc nghe pháp á, gieo duyên á rất là quan trọng. Tại vì nhỡ nha, sử dụng cái nhỡ ở một cái kiếp nào đó, lỡ may mình làm cái điều mà nó trái luân thường đạo lý, thậm chí là phạm cái ác nghiệp mà nặng luôn đó, nhưng mà mình có cái nhân mà về trí tuệ nghe pháp đó, nghe pháp này đó, mình nghe nhiều kiếp rồi không, thì may mình gặp Đức Phật hay là chư Thánh Tăng, chỉ cần ngài nói lên một câu kệ thì mình cũng may mắn mình thoát khỏi cái sanh tử luân hồi không, mình chứng đạt Niết Bàn. Cái điều đó rất là quan trọng, quý vị phải lưu tâm. Cho nên việc nghe pháp nó mang đến nhiều cái lợi lạc rất là sâu xa thưa quý vị. Và cũng xin kết thúc phần trả lời này.